Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 618. Ba tên thánh nhân tập kích trấn Tây Phủ Thành. Phải biết bắc cảnh trận kia kéo dài mấy năm man tộc chi chiến, tổng cộng cũng liền xuất hiện hai tên thánh nhân. Trong đó một tên vẫn là nửa đường mới đột phá thành thánh man vương. Giờ phút này một chút toát ra ba tên thánh nhân muốn tập kích biên cương trọng trấn tin tức này xác thực thật kinh người nghe nói. Bất quá áo tơi trong miệng nam nhân phần tình báo này về sau, hứa nguyên sắc mặt thật không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì liền hắn hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, không tính đầu kia tung tích không rõ đại mạc lân lang, tây mạc bên này đã rõ ràng xuất hiện thánh nhân vừa vặn có ba cái nhiều, bạch đế, hoàn phu nhân cùng đầu kia trùng thánh, nhưng trở lên ba tên thánh nhân tựa hồ cũng không có mạo hiểm tập kích chấn tây phủ thành lý do, càng đừng đề cập đủ tay đồng tiến, cho nên hứa nguyên chờ đợi đối phương tiếp xuống giải thích, động rộng rãi cũng không thông sáng, hắc ám tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh, tĩnh bịch thật lâu áo tơi thanh âm của nam nhân mang tới một vòng cảnh giác lo nghĩ các ngươi đối với cái này tựa hồ cũng không kinh ngạc hứa nguyên hơi suy nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn lộ ra lời nói thật chỉ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem cái này thiên cước hạp bên trong đúng là hội tụ ba tên thánh nhân nghe nói như thế áo tơi nam nhân cặp kia đục ngầu hai con ngươi bên trong rõ ràng lóe lên một vòng kinh ngạc lập tức khục cười nói ra khục ha ha ngược lại là ta có chút khinh thường dám thiên các thực lực Tình báo này mong rằng các hạ có thể mau chóng một điểm truyền lại đi qua. Hứa Nguyên đối với cái này không có phản bác, mà là cười nhẹ nói ra, "Đại Thúc, mặc dù ngươi từng đã cứu Thiên Diễn, nhưng loại chuyện này ngươi cũng không thể dựa vào ăn không răng trắng liền trông cậy vào chúng ta tin tưởng ngươi đi." Áo tơi nam nhân nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói ra, "Đây chỉ là đơn giản nhất truyền lời, các ngươi giám thiên các không phải là vì thủ hộ nhân tộc mà tồn tại sao? Nếu là trấn Tây hầu phủ rơi vào, ngừng." Hứa Nguyên đánh gãy đối phương chụp mũ hành vi cười nói ra, chúng ta dám thiên các là vì nhân tộc kéo dài, xây ra một châu, còn không đến mức ảnh hưởng đến cả nhân tộc. Nói, hắn nhìn chằm chằm đối phương kia đục ngầu đôi mắt, thanh âm mang tới một tia xa cách, mà lại tiên sinh, xin ngươi đừng lại tránh nặng tìm nhẹ, so với lên mặt nghĩa ép ta, không bằng xuất ra một chút thực tế chứng cứ. Đối với cái này đơn giản vấn đề, áo tơi nam nhân nhưng không có lập tức trở về lời nói, mà đối phương phần này trầm mặc cũng làm cho hứa nguyên lông mày dần dần nhíu lên, chắp tay thì lễ. Tiên sinh, mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy cáo tử. Áo tơi nam nhân, dứt lời, trầm mặc. Từ hứa nguyên thị giác đến xem, cả kiện sự tình lộ ra một cỗ quỷ dị. Dựa theo hắn biết tình báo tới nói, ba tên thánh nhân xác thực có thể đem tòa kia hắn từng ở qua một đêm chấn Tây Phủ Thành cho công hãm. Nhưng như vậy trọng yếu thành lũy thành chấn, cho dù là thánh nhân loại này nhân hình vũ khí hạt nhân, cũng đại khái xuất sẽ vì này nỗ lực tên là cái giá bằng cả mạng sống ít nhất phải bàn giao một cái là trấn tây phủ thành trôn cùng cái này thần bí thuế phàm há miệng chính là tam thánh công thành cái này ba cái thánh nhân là không muốn đầu óc vẫn là không muốn sống nữa hiện tại tây trạch châu đã là giả dối quỷ quyệt đối phương như vậy thái độ hứa nguyên đã bắt đầu hoài nghi người này cùng hoàn phu nhân là cùng một bọn từ hoàn phu nhân trong tay cứu thiên diễn tính mạng thả dây dài câu cá lớn làm một bàn lớn cờ đang trầm mặc bên trong mục hương trần khẽ thở dài một tiếng hắn mặc dù không thích vị kia phụ thân hành động nhưng cũng không muốn làm ra phản bội tiến hành hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng vang lên hắn nhìn xem trước mặt cẩm bào thanh niên bởi vì một chút nguyên nhân ta không thể lộ ra thân phận của mình nhưng có thể nói cho ngươi việc này cùng đầu kia truy sát thánh nữ thánh giai âm quỷ có quan hệ lời nói vừa ra hứa nguyên trong tim đối cái này lạ lẫm thuế phàm địch ý hơi hạ xuống thấp giọng nỉ non nói hoàn phu nhân đúng mục hưng trần gật đầu sờ lên cằm Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, thấp giọng nói ra. Chỉ chúng ta dám thiên các tình báo đến xem, bọn hắn kia toàn ra bên trong nên chỉ có hai tên thánh nhân cùng một tên bán thánh, mà lại hoàn phu nhân tựa hồ còn có tổn thương mang theo. Vừa dứt lời, mục hương trần khí thế trên người tức thời biến đổi. Mới suy yếu quét sạch sành xanh, thay vào đó kia thuộc về đạo vực kia to lớn uy áp. Mục hương trần lấy cụt một tay chống đỡ ngồi thẳng người, đôi mắt có chút nheo lại, thanh tuyến hơi giảm xuống. Ngươi vì sao biết được trùng thánh cùng thánh giai âm quỷ quan hệ trong đó? Hứa Nguyên phát giác mình bị triệt để trầm mặc, công pháp đình trệ, linh thị quy khiếu. Tại mờ tối trong huyệt động, Hứa Nguyên không để lại dấu vết hướng phía thiên dạ sau lưng rời nửa bước, không thèm để ý chút nào trả lời. Bởi vì ta cùng Hưng Nghĩa ở giữa có một chút quá mệnh giao tình, mà Hưng Nghĩa đã là đầu kia trùng thánh dòng dõi, cũng là hoàn phu nhân trượng phu. Mục Hương Trần nghe nói như vậy một cái chớp mắt, liền phát giác trong đó chỗ không đúng ngươi cùng hưng nghĩa từng có mệnh giao tình vì sao kia thánh giai âm quỷ sẽ còn đối thánh nữ xuất thủ hứa nguyên mắt thần tượng là đang nhìn một cái kẻ ngu đương nhiên nói ra bởi vì hoàn phu nhân ngay từ đầu không biết được ta cùng hưng nghĩa quan hệ trong đó lại càng không biết hiểu ta cùng thánh nữ quan hệ trong đó công tử không cảm thấy thuyết pháp này quá gượng ép rồi sao gượng ép hay không ta không biết nhưng là nói đến đây hứa nguyên trực tiếp lời nói xoay chuyển ngươi vừa rồi giống như cũng xưng hô ta vị kia hảo hữu là hưng nghĩa mục hương trần nói tiên sinh ngươi là mục thị thương hội người cho dù công pháp bị phong dung thân thể chất vẫn như cũ để hứa nguyên có thể trong bóng đêm thấy vật hàn đánh ra áo tơi nam nhân kia tăng thương khuôn mặt đôi mắt có chút nheo lại đột nhiên ngoắc ngoắc khóe môi. đại thúc ta chợt phát hiện ngươi cái này tướng mạo tựa hồ cùng vị kia mục sơn hải có chút mấy phần tương tự à dứt lời hứa nguyên mỉm cười nhìn chằm chằm mục hương trần mục hương trần thì là mặt không biểu tình u phong khẽ vuốt áo tơi vang xào sạt trong động quật trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là hứa nguyên đối với cái này áo tơi nam nhân thân phận một phần thăm dò. Hắn mặc dù biết Mục Sơn Hải người này, nhưng lại không biết đối phương dáng dấp ra sao, bất quá những này đều không ảnh hưởng hắn dùng lời này thuật đi lừa dối đối phương. Người này theo bản năng xưng hô kia nửa trùng nhân là hưng nghĩa, quan hệ nên rất là mật thiết. Mà lấy mục hương nghĩa tại trùng hóa trước đó tu vi cùng địa vị tới nói, hắn có khả năng giao hảo thuế phàm cường giả tựa hồ chỉ có mục ra người mà lấy hắn không nhận mục sơn hải đãi kiến trình độ đến xem gia thần đại khái xuất là tránh chi như ôn thần sẽ không nguyện ý ngồi lên hắn chiếc này thuyền hỏng đi đoạt đích thời gian giây phút mà qua hứa nguyên lẳng lặng chờ đợi trước mắt nam nhân trả lời chắc chắn nửa ngày về sau mục hương trần khay khẽ thở dài buông thõng đôi mắt liếc qua chính mình nhuốm máu bàn tay ngữ khí phức tạp thấp giọng nỉ non nói nhìn tới mục mẫu trong lòng vẫn là theo bản năng muốn đem tin tức này cáo chi ra ngoài Ừm. hứa nguyên nhẹ nhàng nhíu mày Đối với người này cái này không đầu không đuôi lời nói cảm thấy một vòng nghi hoặc. Tiên sinh lời này là ý gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình không phải làm phạm loại này cấp thấp miệng sai lầm. Mục Hương Trần chậm rãi ngước mắt, trong mắt chứa ý cười, "Công tử ngươi nói không sai, ta là mục gia người, lại từng là mục gia trưởng tử." Đã từng. Bởi vì ta đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. 12 năm trước chết bệnh Mục Hương Trần. Thiên dạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy hai người đối thoại hứa nguyên nhìn xem thiếu nữ tại trước người yểu điệu bóng lưng thiên dạ ngoái nhìn cười nói đối hắn dựng lên cái khẩu hình thiên diễn nói phản ứng một cái chớp mắt hứa nguyên trong lòng hơi yên lặng là một thế lực người thừa kế thiên diễn rõ ràng muốn so hắn hợp cách quá nhiều vậy mà có thể đem những này phế liệu tin tức đều nhớ như thế rõ ràng mục hương trần nghe vậy về sau cười nhẹ lắc đầu thanh nữ nói không sai ta chính là kia chết bệnh mục hương trần nghe nói như thế hứa nguyên đem thân thể chậm rãi từ thiên dạ phía sau rời ra cười nhẹ nói ra xem ra trong nhà các ngươi quan hệ vẫn rất phức tạp đầu tiên là bệnh của ngươi trôi qua giả chết lại là cha không người này mục hương nghĩa bất quá càng tò mò hơn là các ngươi mục gia là thế nào làm được cho trùng thánh loại kia tồn tại lai giống lai giống mục hương trần nghe được từ ngữ này sắc mặt hơi khó coi một cái chớp mắt như lập tức liền tự giễu cười cười công tử như vậy hình dung cũng đổ cũng không sai Hương nghĩa sinh ra xác thực có thể dùng lai giống hai chữ để hình dung. Đại khái là 30 năm trước tả hữu đi, phụ thân ta hắn mưu đồ thiết kế đầu kia trùng thánh. Dùng hương nghĩa mẫu thân làm mồi nhử, lấy bí thuật thu hoạch đến đầu này cổ thú huyết mạch, sinh hạ hiện tại hương nghĩa. Mà việc này chấp hành người, chính là ta mục hương trần. Nghe đến mấy lời nói này, hứa nguyên trong lòng không tự chủ hiện lên một vòng kinh ngạc hiển lộ. 30 năm trước, dựa theo tướng quốc phủ nội sam bên trong tư liệu đến xem, thời gian này điểm Tây Trạch Châu hẳn là mới kết thúc thát triều chi biến không lâu. Toàn bộ Tây Trạch Châu đều là bách phế đại hương, thời điểm đó mục thị thương hội ở đâu ra năng lực mưu tính trùng thánh. Đe xuống trong lòng nghi hoặc, hứa nguyên cười nhẹ nói ra, nói như vậy, các ngươi mục thị thương hội là muốn lợi dụng mục hương nghĩa. Không, phụ thân hắn cũng không phải là muốn lợi dụng mục hương nghĩa. Những lời này tựa hồ đã tại khuôn mặt này tăng thương trung niên nam nhân đáy lòng động lại hồi lâu, cụt một tay phía trên bàn tay hơi nắm chặt phụ thân muốn chính là lấy hưng nghĩa tính mạng đến điều khiển đầu kia cổ thú trùng thánh mà hắn cũng thành công hứa nguyên hơi híp híp mắt trong lòng suy nghĩ phi tốc vận chuyển nhưng nghị chậm âm thanh hỏi cho nên mục sơn hải khống chế trùng thánh là vì a à, thật có lỗi mục hưng trần mang theo giọng ái náy đánh gãy hứa nguyên vấn đề lắc đầu tự diễu thấp giọng nói ra ta quả nhiên vẫn là làm không được hoàn toàn phản bội chuyện này liền đến này là ngừng đi hứa nguyên sắc mặt cứng đờ không phải ca môn nào có nói một nửa liền bỏ gánh làm câu đố người trung thành không tuyệt đối tuyệt đối không trung thành lời này ngươi chưa từng nghe qua à trong lòng oán thầm nhưng khi hứa nguyên nhìn đối phương run rẩy bàn tay cuối cùng vẫn là ở trong lòng hơi thở dài một cái ai xoắn suýt người đây này chật chật lưỡi hứa nguyên ngược lại hỏi đã tiên sinh không muốn vậy ta cũng không tiện hỏi nhiều như lời ngươi nói tam thánh công thành nên cùng mục hương nghĩa có quan hệ đúng có liên hệ mục hương trần thu liễm tâm thần cạn âm thanh nói ra. Trước đó không lâu trùng thánh bị người đã bị đánh trọng thương. Vân vân. Hứa Nguyên đánh gãy hắn, trong mắt hiện bắn u quang. Kích thương trùng thánh người là ai? Thật có lỗi, cái này ta cũng không thể nói cho người. Hứa Nguyên nói. Tóm lại, Mục Sơn Hải lấy hưng nghĩa làm mồi nhử, an bài bao quát ta ở bên trong ba tên thuế phàm cường giả tiến đến đem nó phong ấn. Mục Hương Trần đôi mắt bộc lộ một vòng hồi ức, phảng phất lâm vào lúc ấy kia phần tuyệt vọng ngạc nhiên bên trong. Nhưng đến lúc đó về sau, chúng ta lại chỉ có thấy được đầu kia trùng thánh thi hài cùng từ cái kia khổng lồ giáp trùng thi hài bên trong chui ra một đầu anh hải bóng đen quỷ anh a công tử biết vật kia mục hương trần hơi ngước mắt hứa nguyên vuốt về lấy cằm có biết một chút quỷ anh kia tựa như là mục hương nghĩa cùng hoàn phu nhân sinh hạ không rõ chi vật nói xong thanh âm của hắn mang theo một vòng nhiều hứng thú bất quá nó lại đem ra ra mình ăn bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 619. trăm đối với tin tức này, Hứa Nguyên trong tim có chút ngoài dự liệu bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì tận mắt chứng kiến qua đôi phu phụ kia cử chỉ điên rồ đến mức cho dù đối phương đem trùng thánh lão cha huyết tế cho nhà mình nhi tử làm củi hắn cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng đã trùng thánh đã chết rồi, Mục Hương Trần trong miệng kia ba tên thánh nhân chính là Mục Hương Nghĩa kia một nhà ba người lạc. Mà rất nhanh, Hứa Nguyên cái nghi vấn này liền bị Mục Hương Trần giải khai. Hắn êm tai nói hắn tại ác quỷ Hạp Uyên trung tâm phong nhãn tao ngộ làm giam đến vượt cấp thảo phạt trọng thương trùng thánh thuế phàm bọn hắn một nhóm ba người riêng phần mình đạo ẩn cùng thuật pháp đều là thuế phàm bên trong phượng mau lân giác nhưng cũng tiếc đây là một trận cũng không ngang nhau chiến đấu bởi vì mục hương nghĩa phá thánh tại quỷ anh từ trùng thánh thi hài bên trong leo ra thời điểm mục hương nghĩa cùng hoàn phu nhân cũng xuất hiện ở ác quỷ hạp uyên kia phong nhãn trung tâm hai tên thánh nhân một đầu thực lực không rõ quỷ anh loại thực lực này hồng câu lớn đến làm người tuyệt vọng dù là hoàn phu nhân đầu này thánh giai âm quỷ bởi vì sinh nở mà vẫn như cũ suy yếu, dù là đột phá thành thánh mục hương nghĩa không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm đối địch, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu vẫn là biến thành nghiền ép. Mục Hương Trần sở dĩ có thể trốn tới, hoàn toàn là bởi vì Mục Hương Nghĩa nhớ tới tình cũ mà đối với hắn thủ hạ Lưu Tình. Trước khi chia tay, vị này bị hắn một tay nuôi nấng đệ đệ đối với hắn tiến hành nhắc nhở, hắn để hắn hảo hảo dưỡng thương, tuyệt đối không nên trở lại trấn Tây phủ thành. Mà sắp chia tay về sau, Hoàn phu nhân trực tiếp mang theo quỷ anh đối mục hương trần triển khai trong vòng một ngày truy sát. Tại cứu thánh nữ thời điểm, ta từng cùng đầu kia âm quỷ giao thủ qua, tình trạng của nàng cũng không so khi đó tốt hơn nhiều ít, nhưng quỷ anh kia thực lực lại cơ hồ đột phá thánh dài. Mục hương trần trong mắt liếc qua chính mình cái này không chọn vẹn thân thể, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chỗ vứt bỏ một tay một chân, đều là bị đầu kia chẳng lành quỷ anh cầm một thanh đao gỗ chỗ chém rụng. Nói đến đây, mục hương trần đưa tay nắm chặt chính mình tay cụt, ánh mắt kiên kỵ. Tại đao kia lưỡi đao tiếp xúc đến nhục thân thời điểm, ta cảm ứng được đầu kia quỷ anh chính thông qua thôn phệ lưỡi đao bên trong tồn tại mà không ngừng mạnh lên. Khoảng cách quỷ anh triệt để tiêu hóa chuôi đao kia lưỡi đao thời gian hẳn là còn có 3 đến 7 ngày. Dứt lời, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn phía Hứa Nguyên, những này chính là ngày đó ta tại Ác Quỷ Hạp Uyên bên trong tao ngộ, cũng là ta biết tình báo nơi phát ra. Đón đối phương chân thành ánh mắt, Hứa Nguyên cũng không có lập tức trở về nói, hắn cảm giác đối phương tao ngộ hoang đường giống là một chút trí quái tiểu thuyết. Tại tĩnh mịch địa cung, hắn biến thành liều mình biến thành dị quỷ đều chỉ là thuế phàm, cái này mục hương nghĩa không có bất kỳ cái gì đại giới cứ như vậy thành thánh rồi. Mẹ nhà hắn dựa vào cái gì? Hít sâu một hơi, hứa nguyên thu nạp tâm thần, mỉm cười hỏi, ý của ngươi là nói, mục hương nghĩa tại hơn một tháng thời gian bên trong cứ như vậy thành thánh rồi. Mục hương trần bất đắc dĩ gật đầu, thấp giọng nói ra, mặc dù nói đến khó mà tin được, nhưng sự thật cứ như vậy. Hứa Nguyên hơi châm trước, nhẹ giọng hỏi, kia tiên sinh ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó. Vì sao Mục Hưng Nghĩa có thể như thế nhanh chóng tiến dài? Theo bản năng, Mục Hưng Trần lấy cụt một tay vuốt ve trên thân áo tơi kia thô giáp đường vân, sắc mặt xoắn xít chỉ chốc lát, vẫn là chậm âm thanh nói ra. Việc này Mục Mỗ cũng không cảm kích, không biết rõ tình hình. Hứa Nguyên nghe vậy cười, nhìn chăm chằm đối phương con mắt, thanh âm nhỏ chậm nghiêm túc. Mục tiên sinh, từ ngươi mới chỗ lộ ra tin tức đến xem, các ngươi mục thị thương hội hẳn là còn có một cái phía sau màn người ủng hộ. Không phải ta thật không tưởng tượng nổi 30 năm trước mục thị thương hội ở đâu ra thực lực đi khống chế đầu kia trùng thánh. Những người kia cùng phụ thân ngươi cùng nhau mưu đồ sự tình vi phạm với nguyên tắc của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể ở dày vò bên trong tuyển chọn giả chết tị thế. Điều phòng đoán này hẳn là không sai à. Mục hương trần hơi nhíu nhíu mày, không có phản bác, chỉ là nói ra. Công tử đột nhiên nói lên việc này là vì, vì nói cho ngươi sự kiên nhẫn của ta nhanh hết sạch hứa nguyên trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói từng chữ nói ra mục tiên sinh ta có thể hiểu được ngươi bởi vì trung hiếu chi đạo mà không muốn phản bội mình gia tộc nhưng là như tại việc này bên trên ngươi vẫn như cũ kiên trì kia chu mỗ đành phải cũng đối mục tiên sinh ngươi nói tiếng xin lỗi ngươi bây giờ cái này lắc lư thái độ để chúng ta không thể tin được ngươi lời nói dứt lời hứa nguyên thu nạp trên mặt hết thảy biểu lộ bình tĩnh cùng đợi mục hương trần trả lời chắc chắn mục thị thương hội có thể lấy bí pháp đoạt được trùng thánh huyết mạch, lại quyển dưỡng mục hương nghĩa dài đến hơn 20 năm, hiện tại thế mà nói cho hắn biết không biết trong đó nội tình. Đã thích câu đố người, vậy hắn không phụng bồi chính là. Trong động quật không khí từng chút từng chút trở nên như là vực sâu tĩnh mịch ngưng trọng. Đang nhìn nhau bên trong, mục hương trần lấy cụt một tay một chân từ trên mặt đất chống đỡ đứng lên, nhìn chằm chằm hứa nguyên. Ta cho tình báo cũng đã đầy đủ. Chúng ta đi thôi. Tại đối phương lên tiếng một cái chớp mắt, hứa nguyên trực tiếp xoay người thấy thế thiên dạ lường mục hương trần một chút môi đỏ khơi gợi lên một vòng mỉa mai ý cười cười mỉm liền đi theo hứa nguyên sau lưng hướng phía ngoài động đi đến dừng lại kinh khủng uy áp từ động quật chỗ sâu nhất tản mát mà ra mục hương trần lông mày nhíu thật chặt ánh mắt hơi phát lạnh đây chỉ là nghĩ xin các ngươi cho trấn tây phủ thành quân coi giữ mang một câu còn xin công tử không muốn lòng tham không đáy bởi vì sau lưng khí tức khủng bố hứa nguyên áp chế có phải hay không không dừng lại bước chân không quay đầu lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Lòng tham không đáy phải nói chính là mục tiên sinh chính ngươi à. Bực này trọng yếu quân tình báo cáo đi lên nếu là phạm sai lầm, dẫn đến binh phong điều hành ảnh hưởng chiến cuộc, đây chính là cần chúng ta dám thiên các đến gánh trách. Mục Hưng Trần, ngươi tại cái này cùng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Chuyện như đao, trực tiếp đâm rách Mục Hưng Trần suy nghĩ trong lòng. Quân tình không việc nhỏ, càng đừng đề cập thánh nhân tập thành. Làm đã chết đi 12 năm Mục gia trưởng tử, Hắn không có cái gì thân phận đến đối phần tình báo này làm đảm bảo, cũng không cách nào tìm tới bất kỳ thế lực nào vì cái này tình báo làm đảm bảo. Bởi vì tại cái này trong lúc mấu chốt, phụ thân của hắn hẳn là rất vui với nhìn thấy có như thế mấy tên thánh nhân đến đem Chấn Tây phủ hóa thành một bó đuốc. Mà tại cái này không thể làm gì thời điểm, hắn gặp kia ba tên nữ tử. Các nàng nói cho hắn, hắn từng thuận tay cứu giám thiên các thánh nữ đang chạy về Chấn Tây phủ thành. Cho nên, hắn không để ý thương thế chạy tới đối phương cái này phải qua đường chờ đợi. Hy vọng vị này thánh nữ có thể lấy giám thiên các danh nghĩa đối phần tình báo này tiến hành đảm bảo. Nhưng bây giờ, tại mục hương trần trong trầm mặc, thiên dạ đã tiện tay xua tán đi hai người bốn phía uy áp. Nương theo lấy hai người càng lúc càng xa tiếng bước chân, hứa nguyên thanh âm lặng yên truyền vào mục hương trần trong tai. Như tiên sinh thực sự kiên trì, xem ở ngài từng đã cứu thiên diễn phân thượng. Chúng ta đến trấn Tây Phủ Thành sau có thể tại không cho thấy thân phận tình huống dưới, đem tiên sinh lấy được tình báo cáo chi cho cửa thành thủ vệ. Một khắc đồng hồ về sau, hứa nguyên cùng thiên dạ rời đi động quật. Mục hưng trần thỏa hiệp. Tại nguyên tắc của mình cùng Trung Hiếu ở giữa, hắn cuối cùng lựa chọn cái trước. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 620. Ngươi là thế nào nghĩ? Nghẹn ngào tiếng gió từ bên tai thổi qua, ngả ngớn mỉm cười giọng nữ vang lên tại bên cạnh thân đánh gãy hứa nguyên suy nghĩ. Giật mình hoàn hồn, đã thấy chân trời trên đường chân trời, một tòa đứng lặng tại trên vách đá dựng đứng to lớn cự thành lờ mờ có thể thấy được rời đi động quật về sau hai người cũng liền không có lại che lấp khí tức lấy nguyên sơ tốc độ hướng phía trấn tây phủ thành một đường bão táp bất quá một canh giờ trấn tây phủ thành đã nhanh đến thu tầm mắt lại hứa nguyên nhẹ giọng hỏi lại chỉ cái gì thiếu nữ đạm cười yên nhiên dĩ nhiên là chỉ lúc trước kia mục hương trần ngươi tín nhiệm hắn hứa nguyên hơi trầm ngâm lập lờ nước đôi trả lời hắn lúc trước lời nhắn nhủ tin tức cơ bản có thể cùng chúng ta nắm giữ đối đầu hào, mà lại từ suy luận nhìn lại, trung thánh sự tình cũng có thể lẫn nhau nguồn gốc quả, không có lỗ thủng. Nghe nói như thế, thiếu nữ nâng lên thon dài ngón tay chỉ một chút đường chân trời tòa kia thành lũy cự thành, cho nên ngươi chuẩn bị đi cho Trấn Tây quân báo cáo tình báo này à. Hứa Nguyên hơi có vẻ cổ quái lườm bên cạnh thân cung trang thiếu nữ một chút, đưa tay điểm một cái đầu của mình, có chút buồn cười hỏi lại. Ngươi không nhìn ra từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định tin hắn à? Vì sao lại hỏi cái này loại ngớ ngẩn vấn đề? Thiếu nữ thanh mị khuôn mặt hơi nhíu mày, ánh mắt mang tới một chút bất mãn. Đem đối phương hơi biểu lộ thu vào đáy mắt, hứa nguyên cười nhẹ lắc đầu, khoan thai nói ra. Còn có, ngươi cũng đừng tại cái này đóng kịch, coi như muốn thông báo, ta cũng sẽ không cầm giám thiên các tên tuổi đi làm đảm bảo. Trầm mặc một cái chớp mắt, thiên diễn khuôn mặt bên trên kia cỗ thanh mị tiêu tán, nhếch miệng, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hứa nguyên hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, cười nói, bởi vì ngươi không hiểu rõ thiên dạ, cho nên diễn kỹ cho dù tốt cũng chỉ có thể bắt chước nàng hình, mà phảng phất không được nàng thần. Thiên diễn thần sắc thanh lãnh, cười lạnh một tiếng, a à nói như vậy, ngươi đối nàng ngược lại là hiểu rất rõ. Nhìn đối phương trong mắt một màn kia lãnh ý, hứa nguyên thần sắc vẫn như cũ tự nhiên, khoan thai cười nói, ta ký ức đều là không trọn vẹn, tự nhiên cũng đối với nàng không hiểu rõ, bất quá ta lại là biết, nàng không sẽ hỏi loại vấn đề này. Thiên diễn sắc mặt hơi hòa hoãn, bất quá trong mắt mang theo một vòng chất vấn. Hứa Nguyên nhún vai, nói: "Yêu nữ kia so với Hồng Nhan chi kỷ, càng giống là một cái như gần như xa người chứng kiến." "Người chứng kiến? Những ngày này ngươi không có phát hiện thói quen của nàng à?" Bớt nói nhiều lời. "Tốt, tốt, tốt." Đón đối phương kia hung ác ánh mắt, Hứa Nguyên đi cái nước pháp quân lễ, khoan thai cười nói: "Kia yêu nữ ngoại trừ sẽ hộ ta an toàn bên ngoài, còn lại phần lớn thời giờ đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm ngươi cùng ta tâm thái, căn bản không có cung cấp bất luận cái gì thực tế trợ giúp. Dứt lời, Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, ôn nhu nói ra, làm giám thiên các thánh nữ, ngươi nên rõ ràng chưa lịch đứt gãy trước đó giám thiên các khủng bố cỡ nào nội tình, cũng hẳn là rõ ràng thiên dạ như nguyện nghiêm túc tham gia, có thể đối với hiện tại thế cục đưa đến bao lớn tác dụng à? So với thiên dạ kia mười hơi thời gian biến thân, nàng nắm giữ tình báo mới là trọng đầu hí, thậm chí khả năng đã đến có thể ảnh hưởng toàn bộ đại mạc thế cục tình trạng nếu là cái này yêu nữ nguyện ý thành tâm thành ý giúp hắn rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng căn bản không cần phí nhiều như vậy chắc trở tỷ như mục thị thương hội dùng bí pháp gì đoạt được trùng thánh huyết mạch lại tỷ như mục hương nghĩa vì sao có thể tại một tháng thời gian trực tiếp phá thánh thiên dạ nàng biết rất nhiều chuyện thậm chí nàng còn có thể thông qua liễu mộc quỷ nhận đảo ngược định vị mục hương nghĩa một nhà ba người vị trí nhưng nàng lại chỉ là ở một bên lẳng lặng thưởng thức liên tựa như một cái như gần như xa người đứng xem như là nhìn một bộ phim yêu nữ nhìn chăm chú hắn mỗi một cái lựa chọn nhìn chăm chú lên hắn tại thế gian này trầm luân chập trùng những ngày này hứa nguyên thỉnh thoảng sẽ có xúc động trưng cầu thiên dạ ý kiến nhưng lại đều nhịn được bởi vì nàng biết như thiên dạ thật giúp hắn kia nàng cũng liền không còn là cái kia có thể làm cho hắn phá phòng yêu nữ phát giác được hắn một loại nào đó phức tạp thiên diễn vô ý thức cắn cắn môi sừng ánh mắt có chút tức giận nhưng lại không nói gì tại mị thần huyễn cảnh bên trong Tên vương bát đản này chính là bằng vào loại này cẩn thận nhập vi sức quan sát khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lừa thật nhiều giai nhân phương tâm. Nàng chán ghét dạng này hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, như hứa nguyên không có dạng này sức quan sát, nàng cũng sẽ không đối với hắn như thế trầm luân. Gia hỏa này, quả nhiên là cái chính cống hỗn trướng. 3. Một tiếng loe sáng ở trước mắt búng tay để thiên diễn đột nhiên hoàn hồn, giận hắn một chút. Làm gì? Hứa nguyên cười ha hả nhìn qua hắn, cười nhẹ nói ra chúng ta không thể lại hướng phía trước bay. Vì cái gì? Ngươi không có phát giác được chung quanh khí cơ biến rồi sao? Hứa Nguyên có chút buồn cười tránh thoát giữa hai người nguyên khí đai lưng, một bên hướng xuống đất rơi đi, một bên cười vang nói. Chân tay phủ thành chung quanh đã cấm bay, quãng đường còn lại chúng ta chậm rãi đi qua đi, loại này thời buổi rối loạn chúng ta tốt nhất vẫn là che lấp một chút thân phận. Hai người rơi xuống đất, Hứa Nguyên quanh thân kình phong tại mặt đất nhấc lên một trận cuồng loạn cát bay, thiên diễn trợn trắng mắt, ghét bỏ vung tay áo chạy bão cát đánh tan tức giận giận hắn một chút mỗi lần rơi xuống đất đều không phải cố ý làm động tĩnh lớn như vậy cảm thấy dạng này rất đẹp trai hứa nguyên hơi có vẻ cười cười xấu hổ kiếp trước ở ký túc xá còn sót lại quen thuộc bị trực tiếp đâm thủng nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ thiên diễn đối với hắn biểu lộ rất hài lòng ôm lấy môi đỏ mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ dừng một cái chớp mắt lại ngược lại hỏi hứa nguyên ngươi tiếp xuống đến cùng là thế nào nghĩ ngươi là chỉ trùng quỷ một nhà ba người vẫn là chỉ hiện tại toàn bộ đại mạc thế cục đều có Ừm việc này thật phức tạp từ từ nói hứa nguyên không có trả lời ngay vấn đề này giơ tay lên một cái ra hiệu vừa đi vừa nói mặt trời trói trang trên không hoàng sa trôn xương trấn tây phủ thành một vùng làm mấy chục năm trước đại viêm cùng tây mạc chiến tranh tuyến đầu vô số sinh linh nơi này vẫn lạc bão cát thổi thường xuyên có thể thấy được kia mai táng tại đống cát bên trong lành lạnh bạch cốt ánh mắt lướt qua tại dày hạ vỡ vụn xương đầu châm trước nửa ngày hứa nguyên rốt cục chậm âm thanh mở miệng thiên diễn ngươi có cảm giác hay không đến cái này đại mạc tụ tập cường giả có chút nhiều lắm thiên diễn đại mi trao lên ánh mắt hơi nghiêm nghị ừm hiện tại toàn bộ đại mạc đã hội tụ bốn tên thánh nhân thuế phàm hẳn là sẽ càng nhiều cũng không chỉ bốn cái thánh nhân hứa nguyên cười đánh gãy lời của thiếu nữ đón nàng ánh mắt nghi hoặc nhẹ giọng cười nói ngươi không cần nhìn ta như vậy ta nói như vậy khẳng định có đạo lý của ta nói hứa nguyên ánh mắt ung dung nhìn ra xa một chút đông bắc phương hướng chậm âm thanh hỏi ngươi cảm thấy hiện tại toàn bộ đại viêm lực chú ý đều tập trung ở đây bắc cảnh cùng đề an thiên diễn không cần nghĩ ngợi hứa nguyên cười nhẹ lắc đầu không chuẩn xác điểm tới nói chỉ có đế an thành đối với bắc cảnh chú ý chỉ có thể coi là đế an diễn sinh tại tông môn một phương mà nói triều đình đối bắc cảnh ba châu phát động chiếm đoạt chiến tranh tại bắc cảnh tông môn táng rơi kia 30 vạn tinh nhuệ thời điểm cũng đã không trọng yếu nữa bởi vì đại thế đã thành, triều đình hoàn toàn đối tại bắc cảnh quét sạch chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian. Chân chính hấp dẫn người trong thiên hạ chú mục kỳ thật chỉ có vị kia đã sắp dầu hết đèn tắt đương kim thánh thượng, chú ý hắn có thể hay không tại trước khi chết đối tể tướng phát động rửa sạch. Nếu là lựa chọn động thủ, triều đình nội bộ phân liệt cùng một chỗ, đương kim thánh thượng cùng ta phụ thân trung hương chi trị cũng liền sẽ mai kia hóa thành hư không. Triều đình đối với tông môn một phương trình độ uy hiếp cũng sẽ 10 không còn một. Lời nói đến tận đây, hứa nguyên bên cạnh mắt lường thiếu nữ một chút thanh âm u nhiên nhu chậm trở lên là tông môn muốn xem đến tương lai nhưng nếu như hoàng tộc cùng tướng phủ ở giữa mâu thuẫn là phụ thân ta cùng thánh thượng hai người cho thiên hạ tông môn đặt ra bẫy đâu thiên diễn thông minh một điểm tức thông đôi mắt đẹp lấp lóe ngươi là muốn nói triều đình thế lực đều bị một mực khóa tại phía bắc hoàn mỹ tây chú ý cho nên tông môn một phương lựa chọn tại tây mạc xuất thủ đúng thế hứa nguyên hít sâu một hơi chậm rãi nói ra Tông môn một phương không có khả năng một mực chờ lấy triều đình xuống cờ lại theo vào, đã bắt cảnh Đại Long bị đồ sự thật đã không cách nào cải biến. Vậy bọn hắn dễ dàng cho Tây Mạc xuống cờ, mượn cái này đứng không đè xuống trọng chú, toàn lực ăn hết phía tây đầu này Đại Long. Nghe nói như thế, thiên diễn trầm mặc hồi lâu, lên tiếng lần nữa thanh âm mang theo một vòng khàn khàn. Vì cái gì? Ta một chút tin tức đều chưa lấy được. Tại trận này đánh cờ bên trong, giám thiên các tất nhiên cũng ở giữa trong đó, nhưng nàng cái này thánh nữ nhưng không có thu được bất kỳ tin tức. Đạp chân xuống, hố cát chợt hiện đồng thời, Hứa Nguyên thân hình cũng xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, cười khẽ nói ra: "Ai nói ngươi không biết, ngươi cùng Tô Cẩn Huyên đi đón đại mạc thần nữ, chính là bọn hắn trong kế hoạch một phòng à?" Thiên Diễn rộng lớn tay áo hạ thủ trưởng hơi nắm chặt, "Ta không phải chỉ cái này." Hứa Nguyên đương nhiên biết Thiên Diễn ám chỉ trong lời nói. Nhờ có tướng quốc phủ bên trong kia một đại bang đến từ giám thiên các phản đồ, Hắn đối với giám thiên các nội bộ toàn lực cơ cấu còn tính là biết sơ lược. Tại quyền lực trên kết cấu, giám thiên các là các chủ độc đoán. Nhưng ở địa vị, các chủ cùng thánh nữ địa vị nhưng thật ra là cùng cấp. Các nàng đều là thiên ý ở trong nhân thế đại hành giả, bất phân cao thấp. Càng đừng đề cập, đặc thù nhất thiên diễn thánh nữ. Dựa theo lẽ thường tới nói, giám thiên các bên trong thánh tôn đến đây cũng phải nghe theo thiên diễn điều hành chỉ huy, nhưng hiện thực lại là thiên diễn tại cả kiện sự tình bên trong vai trò vẻn vẹn một cái người chấp hành nhân vật. Một điểm nội tình cũng không từng biết được. Đang trầm mặc bên trong, thiên diễn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân nam tử. Hoàng sa dơ lên tóc dài, ánh mắt một cái chớp mắt xen lẫn. Hai người không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói. Giám thiên các chủ đã không tín nhiệm nữa thiên diễn vị này thành nữ. Bởi vì đối với thiếu nữ quen thuộc, hứa nguyên đại khái đoán được phần này không tín nhiệm nơi phát ra. Lần kia đối với hắn ám sát, thiên diễn hẳn là vì thế làm một ít chuyện. Mà xem như chớ đến tình cảm máy móc, giám thiên các chủ tất nhiên sẽ lẩn tránh phần này phong hiểm. Thiếu nữ chậm rãi thõng xuống tầm mắt, dây đặc quyển dài lông mi có chút rung động, nhỏ yếu thân thể tại hoàng sa bên trong có vẻ hơi bất lực. Nhìn chăm chú lên dạng này nàng, một vòng chua xót ái náy trong tim chậm rãi lan tràn, hứa nguyên theo bản năng muốn ăn ủi nàng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Hắn không thể đem tin tức này trực tiếp điểm phá. Bởi vì đây là giám thiên các nội bộ sự tình, hắn như mở miệng sẽ để cho thiên diễn lập trường trở nên càng thêm gian nan sư phó là chính xác thiên diễn như dạo oanh thanh thúy thanh tuyến mang theo một chút run rẩy gạt ra một cái không quan tâm mỉm cười hiện tại ta xác thực không thích hợp đi làm những chuyện kia nói nàng chậm rãi nhìn về phía hắn mấp máy môi đỏ ngươi làm gì nhìn như vậy ta lộ ra ta giống như rất đáng thương đồng dạng mở ra cái khác ánh mắt hứa nguyên cảm giác lồng ngực có chút khó chịu thanh âm rất nhẹ thật có lỗi hư một tiếng hừ nhẹ thiếu nữ dùng chân trần đạp hắn đùi một cước ta trách ngươi sao ngươi liền xin lỗi so với xin lỗi ngươi không bằng nói một chút tông môn chuẩn bị làm sao ăn hết tây mạc đầu này đại lòng trầm mặc mấy tức hít sâu một hơi hứa nguyên sửa sang lại một chút tâm tình chậm âm thanh phun ra hai cái thế lực danh tự thát triều vương đình cùng trấn tây phủ thiên diễn có vẻ hơi không quan tâm liếc qua mặt đất không ngừng lùi lại đại mạc hoàng sa thuận miệng đáp lấy tô cần huyên khống chế đại mạc thần nữ từ đó điều khiển thoát chiều người. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời, ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là một cái bên ngoài thủ đoạn. Ngươi nói là, Tô Cẩn Huyên là các ngươi tướng phủ mật thám sự tình bại lộ. Nếu là bại lộ, nàng không có khả năng còn sống. Vậy tại sao ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Bởi vì Tô Cẩn Huyên là. Hứa Nguyên vô ý thức đáp lời, nhưng nói một nửa lại ngừng lại. Thiên diễn chạm kim đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, không tự giác thiền thiền cười một tiếng ý cười có chút tự diễu bởi vì nàng là theo chân ta tới hứa nguyên không nói chuyện nhưng xem như ngầm thừa nhận thiên diễn lại đạp hắn một cước giữ dằn chừng mắt liếc hắn một cái ta đều nói đừng dùng loại kia người đáng thương ánh mắt nhìn ta thiếu nữ giống như là một cái thụ thương thú nhỏ làm cho người thương tiếc nhưng hứa nguyên lại ngay cả dỗ dành dỗ dành lập trường của nàng đều không có bị đau cũng chỉ có thể trầm mặc thiên diễn thấy thế hư lạnh một tiếng thở phì phò nói ra ngươi muốn thật sự là ái náy vậy liền đem ngươi cái này tướng phủ con trai trưởng biết sự tình tất cả đều nói cho ta cái này dám thiên các thành nữ hứa nguyên trầm mặc một cái chớp mắt trong lòng biết được đây là thiếu nữ trước mắt cố ý vì hắn trải bậc thang chậm âm thanh nói ra nhằm vào đại mạc thần nữ chuẩn bị ở sau ta tạm thời còn không có đầu mối nhưng bọn hắn chi phối chấn tây phủ phương thức hẳn là thông qua kia mục thị thương hội thiên diễn đôi mắt lấp lóe mục thị thương hội hứa nguyên trầm thấp nói ra mục sơn hải cùng trấn tây hầu chính là phát tiểu bạn tri kỷ mấy chục năm qua mục thị thương hội đã nắm giữ trấn tây quân gần nửa mạch máu kinh tế tại đề an thành lúc lý quân vũ đã từng cùng ta nói qua hai nhà bọn họ động đậy thông gia tâm tư từ mục ra ở rể trấn tây phủ nói đến đây hứa nguyên nghĩ đến cái kia bây giờ vẫn như cũ sinh tử chưa biết tốt ngược đệ cười khổ nói lúc trước nói là sinh lễ đều hạ nhưng cũng tiếc lý quân vũ nữ nhân kia một cái mài kính chàng hôn sự này cũng liền trực tiếp thất bại Thiên diễn nhìn thấy nam tử đức hạnh, khẽ nói, ngươi nhìn rất quan tâm nàng à. Nàng giấm ngươi cũng đừng ăn. Hứa nguyên nghe vậy rốt cục cười mở cái trò đùa. Nếu như về sau các ngươi gặp nhau, ta đoán chừng còn phải ghen với nàng đây. Thiên diễn phản ứng chỉ chốc lát, chừng mắt liếc hắn một cái, mím môi cười nói, ta lại không thích nữ nhân. Ta đương nhiên biết ngươi không thích nữ nhân. Dứt lời, hai người bầu không khí hơi hòa hoãn, nhưng hứa nguyên tâm tình thoáng qua lại không tự giác xa sút xuống dưới, nhỏ giọng nói ra ngươi lúc trước hẳn là cũng nghe được mục hương trần lời nói hôn sự thất bại mục gia cùng bọn hắn người sau lưng hiện tại đã chuẩn bị dùng sức mạnh muốn mạnh mẽ diệt trừ lý quân vũ nữ nhân kia lúc trước bị cuốn vào lân lang cùng trùng thánh tranh đấu mặc dù dựa vào quân trận cưỡng ép bắt đi đại mạc thần nữ nhưng giờ phút này đã mất tích mấy tháng về sau còn có thể hay không gặp lại đều là hai chuyện bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 621. trăm hứa nguyên cũng không tiếp tục tại tông môn đối với tây mạc mưu đồ một chuyện trải qua điểm thay đổi nhỏ xâm nhập cũng không phải bởi vì không tín nhiệm thiên diễn mà là bởi vì nói nhiều rồi thiên diễn ngược lại sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan dù sao hai người lập trường tự nhiên trái ngược làm tướng quốc phủ con trai trưởng lập trường hắn muốn nhìn đến sự tình tông môn một phương mưu đồ phá sản mà giám thiên các thánh nữ lập trường nàng khẳng định là hy vọng toàn bộ kế hoạch có thể thành công chứng thực hiện tại hắn chỉ là đem sự tình chân tướng vì nàng phân tích một phen còn vẫn tốt nhưng nếu là dính đến hắn ứng đối phương thức không khác nào đem thiên diễn gác ở trên lửa để nướng suy nghĩ phiếu miểu tốt ngực đệ sống chết không rõ hắn cùng nàng ở giữa trái ngược lập trường lo lắng cảm xúc dần dần tại hứa nguyên trong tim lan tràn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ngước mắt nhìn về phía kia càng lúc càng gần thành lũy cự thành hứa nguyên hẹp dài mắt phượng bên trong cũng nổi lên một tia bất đắc dĩ đối với bây giờ tây mạc thế cục bất đắc dĩ Hứa Nguyên hắn có thể nhìn ra đối phương hết thảy mưu đồ đều là vây quanh kia Mục Thị Thương hội, hết thảy thủ đoạn cũng đều là thông qua Mục Thị Thương hội đến bố cục. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mục Thị Thương hội đã nắm giữ trấn Tây quân chừng năm thành nguồn kinh tế, càng đừng đề cập những cái kia lẫn nhau độ cao khóa lại cùng một chỗ dây chuyền sản nghiệp đầu. Như thế mấy chục năm xuống tới, trấn Tây quân nội bộ khả năng đã bị lặng yên phân hóa. Mà lại Mục Thị Thương hội trong mấy năm nay làm không chỉ có như thế, bọn hắn một mực cùng thát chiều người một chút bộ tộc có giao dịch vãng lai. Đại viêm Tây Bắc Biên Cương lớn nhất hai cái người nói chuyện, chấn Tây Phủ cùng thát chiều Vương Đình đều bị mục thị thương hội lấy kinh tế thủ đoạn khác biệt trình độ thẩm thấu. Trải qua thời gian dài như vậy kinh doanh bố cục, mục thị thương hội người sau lưng kỳ thật đã có thể đem cái này tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó âm mưu chuyển hóa làm bên ngoài dương mưu. Mà đối với phần này dương mưu, tướng quốc phủ tựa hồ căn bản không có phản chế thủ đoạn. liền như là tông môn một phương suy nghĩ, thế lực của bọn hắn đều bị trói buộc tại phía bắc căn bản là không có cách điều hành ngang nhau thế lực cùng bọn hắn triển khai đánh cờ mà như đợi đến đế an hết thảy hết thảy đều kết thúc tây mạc bên này đoán chừng món ăn cũng đã lạnh đối với toàn bộ cục diện phân tích đều là theo tin tức mới mà không ngừng thay đổi tại hiện hữu tin tức dưới hứa nguyên có thể tìm tới phá cục điểm cũng chỉ có hai cái thứ nhất tìm được tung tích không rõ lý quân vũ cùng đại mạc thần nữ các nàng hai người rất trọng yếu thậm chí trọng yếu đến có thể nói là tạo thành bây giờ đại mạc gió nổi mây phun hạch tâm. Bảo trụ Lý Quân Vũ tính mạng, để nàng cái này hiểm tượng hoàn sinh nữ nhi chính miệng đi nhắc nhở vị kia chấn Tây Hầu phòng bị mục thị thương hội. Mặc dù cử động lần này có rất lớn sự không chắc chắn, bởi vì chấn Tây Hầu thái độ một mực cũng không rõ ràng. Hứa Nguyên đối hắn ấn tượng cũng vẫn luôn là cảm thấy đây là một cái muốn bãi lạn lão đầu. Bởi vì tại đề an thời điểm, Hứa Nguyên liền thường xuyên nghe Lý Quân Vũ nhắc tới nhà nàng lão đầu tử vẫn luôn nghĩ tá giáp quy điền. Mục thị thương hội có thể phát triển đến nay, chưa chắc không có chấn Tây Hầu ngầm đồng ý ở bên trong. Mà coi như Lý Quân Vũ thành công khuyên động lão nhân ra kia, lấy mục thị thương hội đối chấn Tây Hầu phủ thẩm thấu trình độ tới nói, khả năng trực tiếp sẽ dẫn bạo chấn Tây Hầu phủ nội chiến. Bất quá mặc kệ cái nào kết quả, đều muốn so chấn Tây Hầu phủ trực tiếp bị hòa bình diễn biến muốn tốt. Về phần vị kia đại mạc thần nữ càng là không cần nói thêm. Lúc trước hứa nguyên chính hắn liền cho hắn lão cha đề nghị qua, thông qua thao túng ủng hộ vị này eo tinh, từ đó đạt tới can thiệp đại mạc nội chính mục đích. Nắm giữ nàng, mục thị thương hội người sau lưng đem thát chiều người bỏ vào trong túi kế hoạch liền sẽ trực tiếp phá sản. Nghĩ đến cái này, bất đắc dĩ cảm giác giống như nước thủy chiều từng cơn sóng liên tiếp đập vào hứa nguyên trái tim. Đại mạc to lớn như thế, người lại mất tích mấy tháng, căn bản không có khả năng tìm được. Nói cách khác, bày ở hứa nguyên trước mặt phá cục điểm kỳ thật chỉ có cái thứ hai. Lợi dụng mục hương nghĩa. Cái này ba tên thánh nhân là bây giờ tây mạc biến số lớn nhất, từ suy luận nhìn lại, kia toàn ra người rất không có khả năng cùng mục thị thương hội người sau lưng có liên hệ. Một là bởi vì mục thị thương hội mưu hại mục hương nghĩa hơn 20 năm, tại tình lý bên trên mục hương nghĩa rất không có khả năng cùng hắn hợp tác. Hai là bởi vì cái này toàn ra người đều quá cử chỉ điên rồ, quá không bị trưởng khống. Là cái người đều không thể cho phép tại loại này trong vòng mấy chục năm khổng lồ mưu đồ bên trong, tồn tại một cái to lớn như thế lượng biến đổi. Cho dù đi bộ, hứa nguyên cùng thiên diễn đi đường tốc độ cũng không tính chậm, bất quá ba khắc đồng hồ thời gian liền đã chống đỡ phút cuối cùng trấn tây phủ dưới thành so với hơn tháng trước bọn hắn ra khỏi thành thời điểm nguy nga bao là hùng vĩ trấn tây phủ thành giờ phút này lộ ra càng thêm phồn mang cửa thành to lớn phía dưới vô số khung xe xếp thành trường long chờ điều hành mệnh lệnh mà đầu kia liên thông thiên cước hạp hai bên rộng rãi sườn núi nói giờ phút này càng là đã bị triệt để quân quản thân mang màu vàng nâu giáp trụ trấn tây quân kiểm tra mỗi một chiếc lui tới khung xe bởi vì không muốn tại thời gian này điểm quá mức làm người khác chú ý, Hứa Nguyên cũng liền không có đưa ra tướng phủ lệnh bài ý tứ. Cùng thiên diễn cùng nhau xe lẫn trong đầu kia vào thành trường long trong đội ngũ. Yêu thú vó đạp âm thanh cùng thỉnh thoảng phát ra phát ra tiếng phì phì trong mũi nương theo lấy xung quanh mấy tên thương khách trò chuyện âm thanh ồn ào lọt vào tai. Một tên đầu khỏa khăn đen âm thanh nam nhân hùng hậu thô kịch. Lão liễu, các ngươi cũng là từ mặc nam đô hạt phủ bên kia trở về. Họ liễu nam nhân cởi trần, màu đồng cổ cơ bắp góc cạnh rõ ràng, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ngươi cũng biết, ta liền làm điểm một vốn nhỏ mua bán, nào dám chạy xa như thế. Kia Kim Đồng Thành bên kia hẳn không có chiến sự. Một đường cũng còn tính an toàn, làm sao hỏi như vậy? Mà Nam Đô hạt phủ bên kia xảy ra chuyện rồi. Cũng không có việc lớn gì, chính là giới nghiêm mà thôi. Giới nghiêm? Ngươi lần này chạy đầu kia, không kiếm bộ rồi. Cũng liền nhỏ kiếm lời một bút mà thôi, bình thường giá gạo Lục Văn một cân bên kia đã đến 10 văn khăn đen nam nhân thu kịch thanh âm mang theo đắc ý mỉm cười nói ra lần này trở về nhập hàng qua đi ta cùng ngựa ra mấy người bọn hắn chuẩn bị hùn vốn nhiều phiến điểm tạp hóa cùng một chỗ đưa đi đô hạt phủ bên kia ngươi có muốn hay không cùng đi nhiều một chút nhiều người điểm chiếu ứng thương khách người bán hàng rong trò chuyện phần lớn đều vây quanh hành thương đối với những này tầng dưới chót tiểu thương lữ mà nói cơ hội buôn bán trên cơ bản đều bắt nguồn từ lẫn nhau ở giữa truyền miệng nghe những này mang theo chợ búa khí tức trò chuyện hứa nguyên ngược lại là vô ý thức sờ lên cái cảm. Đại viêm giá gạo đại thể là tại ngũ văn một cân, mạng nam đô hạt phủ khoảng cách sinh lương xa hơn một chút, bởi vậy đã tăng tới lục văn tả hữu. Bây giờ chiến sự đã lên, đô hạt phủ bên kia giá gạo vậy mà mới lật một phen không đến à. Xem ra đầu kia chiến sự đánh cho vẫn rất thuận lợi. Thầm nghĩ, hứa nguyên hơi liếc qua bên cạnh thân đầu đội mạc ly thiếu nữ, nhẹ giọng chuyển âm. Vào thành về sau, ngươi định làm gì? Trấn Tây Phủ Thành làm biên quan trọng trấn, một khi vào thành về sau, an toàn của hắn trên cơ bản liền đã có thể có được cam đoan, thiên diễn cũng liền không có tiếp tục bảo vệ hắn an toàn tất yếu. Thiên diễn xuyên thấu qua kia màu trắng màn lụa nhìn chằm chằm hứa nguyên nhìn mấy tức, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn không có chút nào tin tưởng mục hương trần. Ngươi là chỉ tam thánh tập thành. Không phải. Ta là cảm thấy rất không có khả năng. Hứa nguyên chậm âm thanh trả lời, mục hương nghĩa mặc dù đã là thánh nhân, như này ra hỏa là lấy cổ thú huyết mạch thôn phệ nhà mình lão cha mà cưỡng ép phá thánh về mặt chiến lược căn bản không có đạt tới thánh giai cánh cửa càng đừng đề cập hoàn phu nhân bởi vì sinh nở còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh bằng bọn hắn cái này ba cái mang theo trình độ thánh nhân đến tập kích trấn tây phủ thành loại này trọng chấn tối thiểu đến bàn giao hai cái ở đây thiên diễn trầm mặc một cái chớp mắt thanh âm thanh lãnh hỏi lại ngươi có phải hay không quên trùng thánh thế nhưng là có thể điều khiển trùng chiều vạn nhất mục hư nghĩa kế thừa nó loại năng lực này đâu. Ngươi hẳn phải biết thiên cức hạp bên trong yêu trùng có bao nhiêu. Có thể di động cơ đâu. Hứa nguyên chậm rãi nhẹ giọng nói ra, bọn hắn có bất kỳ đột kích thành lý do à. Xác thực, thôn phệ sinh linh có thể trợ giúp con của bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng bọn hắn tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, từ từ sẽ đến không tốt sao. Hiện tại còn không có lễ băng nhạc phôi đây, một khi tập thành bọn hắn gặp phải chính là toàn bộ đại viêm truy sát. Đạo lý này thiên diễn tự nhiên cũng hiểu, nhưng nàng muốn nhắc nhở lại là một chuyện khác. Nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn muốn nói cho Mục Hương Trần tin tức này, ngươi nghĩ tới à? Đương nhiên muốn qua. Hứa Nguyên khẽ khẽ thở dài, vừa đi theo như trường long đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, một bên nhỏ giọng trả lời. Nhưng ta đây không phải tìm không thấy đáp án à? Thiên diễn trầm mặc một chút, lạnh giọng trả lời. Hy vọng trong lòng nguyên nắm chắc, sau nửa tháng ta sẽ đi làm chuyện của chính ta. Nghe nói như thế, hứa nguyên trong tim nổi lên một trận ấm áp xích lại gần một chút đưa tay muốn đi ôm bờ eo của nàng lo lắng ta hà thiên diễn cao mày nghiêng người tránh thoát mỹ lệ mắt vàng xuyên thấu qua mạc ly chừng mắt liếc hắn một cái người chung quanh nhiều như vậy ngươi có thể hay không đổi một chút ngươi cái này đang đồ tử tính tình dứt lời thiếu nữ lại hừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói bổ sung còn có vừa rồi lời kia là thiên dạ ý kiến hứa nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt không có vỡ ở mà thiên diễn trầm mặc một cái chớp mắt ngực ác khẽ nói ngươi lại cười ta đem ngươi mặt xé ta ta lại không nói ta cùng thiên dạ ý kiến trái ngược nói xong lời cuối cùng thiếu nữ giữ dằn ngữ khí dần dần yếu đi xuống dưới không đi cửa sau vào thành thủ tục cực kỳ dườm già trọn vẹn qua một canh giờ hứa nguyên cùng thiên diễn mới tiến vào trấn tây hầu phủ thiên diễn ánh mắt thô sơ giản lược tại kia cao ngất trên tường thành quét mắt một vòng nhẹ giọng nói ra cái này trấn tây phủ thành hẳn là mới điều hành tới rất nhiều lính mới tính cả chúng ta ở ngoài thành nhìn thấy, tối thiểu có bốn cái danh đóng quân tại đây. Đi tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh hy nhiên đám người, hứa nguyên cả người đều buông lỏng rất nhiều, một bên đánh giá người qua lại con đường, một bên thuận miệng trả lời. Trần tay phủ thành vị trí địa lý mấu chốt, chính là mạc nam đô hạt phủ trọng yếu nhất lương đạo, bây giờ chiến sự đã lên, coi trọng là khẳng định. Bất quá trong thành này chưa thực hành quản chế, nói rõ hết thảy nên đều tại trong khống chế. Nghe nói như thế ngữ, thiên diễn đang muốn đáp lời, lại chú ý tới bên cạnh hứa nguyên ánh mắt giống như có chút không đúng đại mạc dân phong mở ra rất nhiều nữ tử đều là mặc đầu quấn ngực quần lót liền có thể ra đường mà bên cạnh cái này người chết thời khắc này ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào những nữ nhân kia đang muốn phát tác lại bị hứa nguyên biết trước hắn cười tủm tỉm ngoái nhìn nói khẽ ngươi không cho ta nhìn còn không cho ta đi xem người khác nào có bá đạo như ngươi vậy theo bản năng thiên diễn cảm thấy hắn là đang khai nàng như lập tức liền hử lạnh nói ta có nói cái gì sao? Không nói à, ta chỉ là nói một mình. Dứt lời, hứa nguyên lại đem ánh mắt rơi vào trên đường các tiểu tỷ tỷ eo nhỏ nhắn trên bộ ngực lớn. Ngươi nếu là nguyện ý cho ta nhìn, ta làm sao đi xem những này rong chi tục phấn. Dứt lời, hắn lại tại thiên diễn triệt để xù lông trước đó thu hồi ánh mắt, túc âm thanh nói ra. Tiếp xuống ta chuẩn bị đi tìm người quen biết cũ, ngươi có muốn hay không cùng đi. Thiên diễn nho nhỏ bộ ngực không ngừng chập trùng, thanh âm thanh lãnh ta cái này thủ cựu người đi theo hứa công tử ngài, hẳn là sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của người à. Hứa Nguyên nhún vai, cười ha hả nói ra, này cũng sẽ không, bởi vì ta là đi gặp nam nhân. Thiên diễn sừng sốt một cái chớp mắt, nhíu mày hỏi, ngươi tại cái này còn có quen biết cũ. Hứa Nguyên đương nhiên nói ra, hắc lân vệ người à, mất liên lạc lâu như vậy, khẳng định trước tiên cần phải cùng trong nhà kít sẽ một tiếng. Nghe được người trong nhà, thiên diễn đôi mắt đẹp ảm đạm, trầm mặc mấy tức, thấp giọng nói, Ta đem ngươi đưa đến nơi đó, liền không tiến vào. Hứa Nguyên trầm mặc không nói chuyện. Chân tay phủ bên trong thành đường phố cũng không bởi vì chiến tranh mà tiêu điều, ngược lại so với lúc trước càng thêm rộn ràng phồn hoa. Các loại kỳ trang dị phục đám người trong đó lui tới, bên trong thành mang theo Tây vực chi phong kiến trúc so với đại viêm nội địa tăng thêm vài tia dị vực mỹ cảm. Một đường đi qua, Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn Câu được câu không trò chuyện, ánh mắt không ngừng tại bốn phía bồi hồi. Mà khi đi ngang qua một đầu có chút quạnh quẽ đường đi thời điểm, hắn bỗng nhiên vô ý thức dừng lại bước chân, ánh mắt cũng dừng lại tại bên đường một chỗ cửa hàng phía trên. kia là một chỗ phiến nô cửa hàng chuyên môn bán một chút tuấn mỹ nam nữ văn tự bán mình. a, à, không đúng, hiện tại đại viêm đã không có văn tự bán mình, hẳn là gọi là đứa ở khế. lý diệu huyền đăng cơ nắm ổn quyền hành, cùng kia lão cha bắt đầu cải cách tân chính chuyện thứ nhất chính là từng bước đem văn tự bán mình loại này chế độ cho phế trừ. nguyên nhân ngược lại không phải bởi vì cái gọi là giải phóng nhân quyền chủ yếu là bởi vì nô lệ không tính người không cần nộp thuế hiện tại phải gọi đứa ở khế thiên diễn ánh mắt mang theo mấy phần kỳ quái đi theo hắn ánh mắt nhìn lại lại không tự chủ nhíu nhíu mày lại bất quá lần này nàng ngược lại là không có ăn bay giấm bởi vì hắn biết hứa nguyên đối với loại này phiến nô hành vi không phải cảm thấy rất hứng thú mà lại rất nhiều tình báo chắp đầu điểm đều là ngụy trang thành tương tự cửa hàng trầm mặc một chút nàng nhẹ nhàng hỏi đến rồi không có hứa nguyên lắc đầu nói khẽ trông thấy cái cố nhân. A. À, thiên Diễn theo bản năng hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng lại chỉ có thấy được kia thanh lãnh cửa hàng. Bên trong người tu vi không thấp, loại nhân vật này hẳn là không tiện để nàng trông thấy khuôn mặt. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Thiên Diễn không để cho hắn khó làm, đưa tay vỗ vỗ Hứa Nguyên phía sau lưng, thấp giọng nói, "Ta cũng không thuận tiện đi vào đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi." Hứa Nguyên hơi trần chờ, vẫn gật đầu, "Ta rất nhanh liền ra." Nhà này phiến nô cửa hàng cũng không tính lớn. Trang Hoàng mang theo tây vực phong cách, trong chính sảnh hết thảy có ba người. Một tên trong mắt đọc sách quản sự, cùng bị dùng xích sắt buộc lại cái cổ làm chiêu bài hai tên tịnh nam tuấn nữ. Nhìn thấy có người đi vào, tên kia ngồi tại sau quầy phương khôi ngô quản sự trực tiếp đóng lại thư tịch, chậm rãi đứng lên, tựa hồ đối với hứa nguyên đến sớm có đoán trước. Đối mặt một cái chớp mắt, hứa nguyên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, truyền âm mang theo nghi hoặc. Hoàng tiên sinh, ngươi làm sao lại tại trấn Tây Phủ Thành? Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 622. Có thể ở đây nhìn thấy vị này chỉ có gặp mặt một lần cố nhân, quả thật làm cho hứa nguyên cảm nhận được một tia kinh ngạc. À. Bởi vì làm tướng phủ chôn ở mật trinh ti cao tầng bên trong ám tử, Hoàng Thi Duy là không thể nào làm tiếp viện mà bị phái đến Tây Mạc. Bất quá phần này kinh ngạc cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Trong đầu vô ý thức thống hợp ra tin tức, rất nhanh liền suy tính ra vị này một mặt hạo nhiên tráng hán tới đây mục đích. Không chờ đối phương mở miệng, Hứa Nguyên liền nửa híp đôi mắt, ngay sau đó hỏi, là bởi vì chiếu ngục bên kia xảy ra chuyện rồi. Đối với vấn đề này, Hoàng Thi Duy cũng không trả lời ngay, thô giáp nặng nề bàn tay vuốt ve qua trên quầy vân gỗ kích hoạt trận pháp, cảnh giác nhìn một cái ngoài cửa, truyền âm nói, công tử, việc này còn xin đến nội đường một lần. Dứt lời, cái kia thân thể khôi ngô hơi một bên, đưa tay hướng phía sau quầy phương màn trướng hơi ra hiệu. Vòng qua quầy hàng, nhấc lên màn trướng tiến vào hậu đường bởi vì nô bán là dẫm lên đại viêm luật pháp khu vực biên giới bình thường phía nô cửa hàng đều là chia làm tiếp khách phòng trước cùng tồn trữ hàng hóa hậu đường hai bộ phận khách nhân ở phòng trước cùng quản sự đàm tốt liên quan công việc về sau mới có thể bị lĩnh nhập hậu đường kiểm hàng một khi đi vào hứa nguyên lông mày liền không tự chủ có chút một gấp rút hậu đường là một đầu hẹp dài hành lang mượn cực kỳ mờ tối tia sáng có thể nhìn thấy hai bên tựa hồ là chiếc lồng lao tù Bất quá giờ phút này chút lao tù đều bị bởi vì quấn vải liệm ra thảm che kín. Hứa Nguyên tiện tay xốc lên ra thảm một góc, nhìn thấy bên trong kia chen trúc hình tượng về sau, liền cau mày thu hồi ánh mắt. Ở bên trong, hắn thấy được một đôi cam hận, hoặc sợ hãi, cũng hoặc vô thần đôi mắt. Có điểm giống kiếp trước trong phim ảnh loại kia thế kỷ 16 phiến nô thuyền. Cho dù gian phòng bên trong gắn một chút mùi thơm hoa cỏ, nhưng vẫn như cũ không lấn át được trong không khí kia cỗ từ cơ thể người các loại vật bài tiết hỗn hợp mà thành khó người tanh hôi. Đang nghĩ ngợi, đi tại phía trước dẫn đường khôi ngô tráng hán đã đưa tới một chương khăn vuông, thanh âm nhẹ dày, nô thảm bẩn thỉu, dơ bẩn công tử tay của ngài. Hứa nguyên nhíu mày, thuận tay tiếp nhận, một bên lau đi đầu ngón tay nhiễm dầu mỡ, một bên nhẹ giọng hỏi, người này thị hoàn cảnh đều là ác liệt như vậy à? Hoàng Thi Duy trả lời thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh mà hùng hậu công tử ngài tại đại viêm cảnh nội thấy qua thát triều nô bộc đều đã trải qua tầng tầng sàng chọn mà trấn tây phủ thành chính là buôn bán thát triều người cái thứ nhất chạm trung chuyển hiệp đoàn tiến vào đại mạc bắt được nô dịch về sau sẽ ở trấn tây phủ tập trung ở cái này bán cho nô phiến số lượng đông đảo chất lượng không đủ hoàn cảnh tự nhiên không thể so với đại viêm cảnh nội người thị bán buôn thị trường trong đầu vô ý thức lóe lên như thế một cái danh từ hướng nguyên trong tay dấy lên một đoàn hắc diễm đem lau đi vết bẩn khăn vuông đốt hết nhẹ giọng nói ra nếu không phải tận mắt, cảnh này thật là khó chống rỗng tưởng tượng, bất quá những người này cũng có thể thật sự là đủ biết kiếm tiền à. Nghe được giọng điệu này, Hoàng Thi Duy lập tức bên cạnh mắt liếc qua hứa nguyên thần sắc, thấp giọng nói ra. Tam công tử cũng là không cần vì thế chú ý, thát chiều bên kia cũng là như thế đối đãi với chúng ta đại viêm bách tính. Chú ý, cùng trang hán này đối mặt một cái chớp mắt, hứa nguyên mỉm cười, cười hỏi lại. Ta chỉ là cảm thán một câu, Hoàng tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Hoàng Thi Duy tránh ra bên cạnh ánh mắt, hơi trầm mặc, cúi đầu nói, Hoàng Mỗ nhiều lời. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước người Tráng Hán bóng lưng, lắc đầu, chậm rãi nói, đem gặp đất của ta điểm thiết lập tại cái này phiến nô trong cửa hàng, hẳn là có chuyện nghĩ nói với ta à? Trà trộn tại đại viêm trung tâm quyền lực người nhất cử nhất động đều có tác dụng ý. Hoàng Thi Duy rõ ràng thân phận của hắn, rõ ràng hơn tương lai hắn muốn kế thừa khổng lồ tướng quốc phủ, không dựa vào cơ hội này sớm làm một chút thăm dò kỳ thật ngược lại lộ ra kỳ quái cứng rắn dày đạp đất, hai người bước chân quanh quẩn tại dài nhỏ hành lang. Tựa hồ là bởi vì hứa nguyên lời nói quá mức trực tiếp, Hoàng Thi Duy an tĩnh hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Những này hiệp đoàn chỗ bắt người cũng không vẻn vẹn chỉ nhằm vào thát chiều. Nghe nói như thế, hứa nguyên hơi nhíu mày, cười nhẹ trả lời. Hoàng tiên sinh làm mật trinh ti quan lớn nên là có quyền hạn đi xử lý rơi bộ phận này phạm pháp loạn kỳ cương người à. Hoàng Thi Duy liếc qua hai bên kia bị lông cừu bao trùm lao tù, chậm âm thanh nói ra nô bán chỗ liên quan thế lực tại đại viêm thâm căn cố đế hoàng mẫu thấp cổ bé họng có thể xử lý vẻn vẹn chỉ là một chút trên mặt bàn tiểu nhân vật dứt lời hai người đã đi tới hành lang cuối cùng là hứa nguyên sốc lên màn trướng bên trong phòng ánh đèn quăng vào mờ tối không gian độ tại cái kia ngay ngắn mặt chữ quốc biên giới hoàng thi duy nhìn chằm chằm sau lưng vị này huyết mạch cao quý tam công tử nhìn một cái chớp mắt liền chậm rãi thõng xuống đầu của hắn đi qua bộ dạng phục tùng thuận tay tráng hán bên cạnh thân hứa nguyên liếc mắt nhìn hắn cũng không có đối với hắn mới chi ngôn biểu lộ bất luận cái gì thái độ lâu cơ kia lão a di từng nói qua hoàng thi duy đã từng cùng hứa mộng khê là một loại người hiện tại hoàng thi duy nói tới sự tình nên có thể hiểu thành hắn chính trị tố cầu hoặc là nói rõ lý lẽ muốn là dân chờ lệnh có như vậy một cái chớp mắt hứa nguyên xác thực muốn một ngụm đáp ứng nhưng vẫn là nhị được không có hiện thực cơ sở chính lệnh đều sẽ biến thành một tờ nói suông phía trên vừa công khai một đầu chính lệnh phía dưới lập tức liền cho nghĩ ra mấy trăm loại đối ứng sách lược đi vào bên trong phòng một cái chớp mắt hành lang bên trong kia cỗ làm khó khí tức liền lập tức bị trận pháp ngăn cách bố cục đơn giản sáng tỏ một chương văn bàn hai tấm cái ghế cùng một phương giá sách đi đến một tấm trong đó trên ghế ngồi xuống hứa nguyên đưa tay hướng về phía đối diện không ghế dựa ra hiệu hoàng tiên sinh hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút chính sự đi chậm rãi đến gần nhưng không hề ngồi xuống hoàng thi duy sắc mặt như thường đứng ở bàn trước đó tựa hồ căn bản không có nhận mới vấp phải chắc chờ ảnh hưởng hơi châm trước dùng từ về sau chậm âm thanh nói ra công tử ngài nói tới không tệ hoàng mỗ sở dĩ sẽ đến đến cái này trấn tây phủ đúng là bởi vì chiếu ngục xuất hiện một chút biến cố xem ra tần vệ thư vượt ngục hơn nữa còn thành công vào tay bọn hắn muốn đồ vật công tử liệu sự như thần hoàng thi duy vừa chắp tay đối với cái này không đau không ngứa nịnh nọt hứa nguyên nhẹ nhàng khoát tay áo túc âm thanh hỏi ta nhớ được lúc ấy ta cũng đã đem tần vệ thư tình báo đều sớm cáo chi cho người. Hoàng Thi Duy một đôi mắt hổ lạnh nhạt bình tĩnh, nói, hồi công tử, hắn vượt ngục nhưng thật ra là lâu cơ đại nhân thụ ý. Hứa Nguyên nghe vậy thần sắc hơi buông lỏng, kia lão bà chuẩn bị thả dây dài câu cá à, cho nên câu được rồi. Cắn câu, mà lại bọn hắn mục đích chính là cái này tây mạc. Nghe được tin tức này, hứa Nguyên suy nghĩ một cái chớp mắt, ngược lại hỏi, tần vệ thư nhập chiếu ngục là vì cái gì? Vì một trái tim, cái gì? Vì chiếu ngục bên trong một tên phạm nhân trái tim. Hoàng Thi Duy từ trong ngực lấy ra một phần ảnh hình người bức tranh, đem nó bày ra tại bàn bên trên. Đối đãi chúng ta phát hiện thời điểm, tần gia nhị thiếu cùng người này trái tim đều đã biến mất. Hứa Nguyên nhìn lướt qua tấm kia ảnh hình người, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm có chút kinh nghi bất định. Người này là Thát Triều Tiên Vương. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 623 hai đạo như hạt gạo bóng người và hư không phía trên như ẩn như hiện không trung gió thật to gào thét mà qua cuốn lên hai người áo bào tĩnh mịch im áng tại kia phía chân trời xa xôi tuyến bên trên tên là trấn tây phủ biên cảnh thành lũy tại kia sườn đồi phía trên như ẩn như hiện bạch đế cặp kia như đuốc đôi mắt bên trong mang theo ngưng trọng xem kỹ mà còng xuống lão giả trong mắt lại đều là nhớ lại cùng thổn thức tại trong yên lặng còng xuống lão giả đột nhiên sâu kín thở dài năm đó thát triều chi biến kết thúc lão phu từng chuyên tới qua nơi này một chuyến khi đó ngàn hạp ải khắp nơi trên đất vết thương liền ngay cả tòa kia thành lũy thành trại đều trong chiến tranh bị san bằng thành đất bằng trong nháy mắt mấy chục năm nơi đây không ngờ trở nên như thế phồn thịnh nghe vậy bạch đế chậm rãi thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân lão giả kia nếp nhăn trải rộng gương mặt đại chiến tới gần ngươi còn có công phu ở đây hoài cổ tổn thương này tuổi tác một lớn nói cũng tự nhiên là nhiều còng xuống lão giả kia cô tịch đôi mắt hiện lên một vòng cô đơn, lập tức lại gây gây cười quái dị hai tiếng, nói, tại ngươi đầu này ngàn năm đã yêu trước mặt sách tuổi tác, ngược lại là ta có chút hồ đồ rồi. Nói xong, còng xuống lão giả trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm xa xa chấn tây phủ thành, cười hỏi, bất quá bạch đế, giống các ngươi loại này ngàn năm đã yêu tại lại một lần nữa du lịch trốn cũ thời điểm, liền sẽ không cảm khái phía dưới thế gian thương hải tăng điền à. Từng kinh hội, Bạch đế trầm mặc một chút, không có né tránh vấn đề này, thanh âm bình tĩnh. Nhưng thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền chết lặng, hoặc là nói ép buộc chính mình lâm vào chết lặng. Còng xuống lão giả câu lên một vòng ý cười. Xem ra lão phu lúc tuổi còn trẻ thích xem những cái kia vẽ vốn thuộc thành thật không lấn ta, yêu cũng hữu tình à. Nói nhảm cũng không cần lại nói. Bạch đế hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ cảm khái, đều có thể chờ đến chấn tây phủ thành hủy diệt về sau. Nói xong, bạch đế long mắt hơi nhíu lại, túc sát chi ý từ hắn quanh thân trong nháy mắt tản mát mà ra. Nhưng ở động thủ trước đó, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, các ngươi vì sao có thể cùng kia cổ quái một nhà ba người đạt thành giao dịch. Còng xuống lão giả sờ lên trên cằm dâu trắng, tựa hồ sớm biết đối phương có câu hỏi này, thanh âm lập lờ nước đôi. Việc này, coi như nói rất dài dòng. Bạch đế nhẹ nhàng giơ tay lên, một cỗ vặn vẹo không khí dọa người điểm sáng ở trong lòng bàn tay hiển hiện. Không sao, tại động thủ trước đó, ta có thời gian nghe ngươi từ từ mà nói. Vì cái gì Thanh Nhi sẽ bị dẫn tới ác quỷ hạp uyên, vì cái gì đầu kia trùng thánh dòng dõi sẽ đem nàng trọng thương. Hy vọng ngươi có thể nói ra một cái suy luận lưu loát lý do. Nhìn thấy một màn này, còng xuống lão giả trong đôi mắt đồng dạng lóe lên một vòng tinh quang, gượng cười nói ra, kỳ thật cũng không có gì không thể giảng. Đầu kia thành giai âm quỷ đã từng cùng chúng ta làm qua mấy lần giao dịch. Lần này giao dịch kỳ thật chính là lão phu mặt dặn mày dày đi hỏi một chút bọn hắn mong muốn nhu cầu. Bạch đế hỏi, kia Thanh Nhi sự tình đâu? Còng xuống lão giả cười cười, nói, công chúa việc này, lão phu có thể thề, chúng ta không biết kia âm quỷ cùng mục hương nghĩa quan hệ trong đó, càng không biết nó cùng hắn còn sinh hạ một tên không rõ anh hải. Bằng không thì cũng không cần lớn như vậy phí khổ tâm đi bắt trùng thánh, lấy thu hoạch lý quân vũ cùng đại mạc thần nữ hạ lạc. Bạch đế trải rộng vảy rồng bàn tay bỗng nhiên một tổ, lòng bàn tay đáng sợ điểm sáng tức thời tiêu tán, xem như tiếp nhận đáp án này, hỏi, bọn hắn muốn cái gì? Giám thiên các thánh nữ nam tử bên người. Cái kia dung thân. Đúng thế. Vì sao? Vì con của bọn hắn sinh ra, nhất định phải thôn phệ hết người kia, bất quá người kia cụ thể có cái gì chỗ đặc thù, đôi phu phụ kia cũng không cáo chi tại lão phu. Tại ngắn ngủi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, bạch đế không nhanh không chậm lên tiếng hỏi. Ý là, chúng ta tại phá thành đồng thời, còn đem muốn đối mặt giám thiên các vị thánh nữ kia. Trên lý luận là như vậy còng xuống lão giả chú ý tới đối phương thần sắc trong mắt cũng mang tới một tia nghiêm túc nữ nhân kia để ngươi rất kiên kỵ bạch đế hơi trầm ngâm nhẹ giọng nói ra trên người nàng khí cơ không kém gì đế an một đêm kiếm thánh nghe cái này đánh giá còng xuống lão giả biểu lộ dần dần trở nên cổ quái giám thiên các thánh nữ tại đại mạc một chuyện trên lập trường bọn hắn sớm đã cùng giám thiên các đạt thành nhất trí giám thiên các lấy vạn năm nội tình cung cấp tình báo lại từ bọn hắn những này ẩn thế tiên tông cụ thể chứng thực cuối cùng từ giám thiên các nút mất thát triều vương đình mà tần ra thì đối chấn tây hầu phủ hành lý đào đời cương tiến hành chuyện cho tới bây giờ cái này thánh nữ náo một màn này lại là ý gì suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay nhanh nhưng còng xuống lão giả nhưng thủy trung không cách nào khám thấu vị kia giám thiên các chủ suy nghĩ mưu cầu đồ vật bất quá lâu dài thân cư cao vị tư duy quán tính vẫn là để hắn phát hiện chỗ không đúng giám thiên các hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhảy phản lý do. Giấu diếm vị thánh nữ kia chân thực thực lực, tất nhiên cần phải có mưu đồ, nhưng bây giờ Tây Mạc căn bản không có giám thiên các có thể ngoài định mức mưu đồ đồ vật. Nuốt mất thát triều vương đình có thể dựa vào thần nữ cùng lân lang địa vị đặc thù, nhưng chấn Tây phủ lại chỉ có thể dựa vào mục thị thương hội. Có thể điều khiển thần nữ cùng lân lang tiên vương trái tim, đã giao cho kia giám thiên các chủ nữ nhân kia tự mình đi tiếp ứng mà mục thị thương hội quyền khống chế cũng sẽ không bởi vì vị này thánh nữ thực lực cường đại mà ngã qua. Như thế đến xem, vị này thánh nữ hành vi nên cũng không phải là căn cứ vào giám thiên các lợi ích. Có thể giám thiên các thánh nữ tại sao lại cùng giám thiên các chủ trái ngược mà đi. Ngàn vạn suy nghĩ ở trong lòng một cái chớp mắt mà qua, còng xuống lão giả không thể đạt được đáp án, cũng không có tại bạch đế trước mặt bộc lộ bất kỳ đầu mối nào. Lần này giao dịch bên trong, cổ uyên cùng giám thiên các mục đích cũng là vì lân lang, nhưng lân lang loại này cổ thú là tuyệt đối không thể cho dị tộc. Dựa theo hắn cùng giám thiên các nguyên bản mưu đồ, tại hết thảy hết thảy đều kết thúc thời điểm, chính là bọn hắn cùng bạch đế triệt để trở mặt ngày Hắn đem cùng giám thiên các chủ sẽ phòng ngừa chu đáo, cùng nhau đối bạch đế khởi sướng vây công, nếm thử đem vị này cổ uyên chi chủ chém đầu, dùng cái này đến dẫn phát cổ uyên nội bộ dung chuyển. Để tránh tương lai đại viêm bộc phát nội chiến, bị vây quanh một bên cổ uyên thừa cơ mà vào. Tại cái này trong trầm mặc, Bạch đế nhìn xem lão giả thần sắc cổ quái, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mới bọn hắn vào thành thời điểm ngươi hẳn là cũng gặp được. Thành nữ kia cũng không có phát giác được chúng ta tồn tại, phát huy ra loại kia thực lực nên có một ít hạn chế. Nghe nói như thế, còng xuống lão giả thô giáp như cây già mài ra thanh âm yếu ớt vang lên. Việc này lão phu biết được, ta lo lắng nhưng thật ra là một chuyện khác. Bạch đế đôi mắt có chút ngưng tụ, tướng quốc phủ. Đương nhiên, còng xuống lão đầu hơi thở dài một hơi tướng quốc phủ thế nhưng là nắm giữ dưới không thạch và nhất vị kia kiếm thánh bị truyền tống tới hộ thành đại trận phù hộ phía dưới lại thêm vị thánh nữ kia sợ rằng sẽ biến cố lan tràn bạch đế liếc qua kia tại bầu trời xanh bên trong như ẩn như hiện trấn tây phủ thành sắc mặt bình tĩnh hỏi các ngươi tần ra không phải đã đem trấn tây phủ thẩm thấu thành cái sàng rồi sao kia là đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể vận dụng át chủ bài còng xuống lão giả thanh âm đồng dạng nghiêm túc nếu là từ bên trong thành phá trận, tin tức một khi bị thông tấn viên tinh truyền đi, lập trường của chúng ta sẽ trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Có bỏ mới có được. Bạch Đế Long trong mắt thần quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc, nếu là kia kiếm thánh dám một mình truyền tống tới, ngươi liền không muốn ở đây trực tiếp gãy mất hứa ân hạc một tay. Dứt lời, hai người nhìn nhau không nói gì nửa ngày. Nếu là có thể, lão phu thật không muốn gấp gáp như vậy, đại mạc thần nữ cùng lý quân vũ đã xác nhận dấu kín tại trấn tây phủ bên trong thành kia hai nha đầu coi như biết được trấn tây quân đã không còn có thể dựa vào nhưng chậm rãi lục soát cũng hầu như là có thể tìm ra tới còng xuống lão giả khẽ thở dài một hơi bên cạnh mắt ngắm nhìn tây nam phương hướng chỉ là đáng tiếc trấn tây hầu cùng thát triều vương đình chiến tranh đã nhanh phải quyết ra thắng bại không đến một tháng thời gian ba lần đại quy mô binh đoàn tác chiến thát triều người liên chiến liên bại tiếp tục đánh xuống đoán chừng lại muốn nguyên khí đại thương thật sự là một đám gà đất chó sành, không biết nạp lan đình như vậy một vị hùng chủ ở trên trời nhìn thấy con cháu nhà mình là này tấm đức hạnh, sẽ có cảm tưởng gì. Nói, cong xuống lão giả thở dài một tiếng. Hy vọng, vị kia dám thiên các chủ năng sớm ngày chạy tới đi. Thầm nghĩ, còng xuống lão giả tiểu tụy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết lợi mang. Bạch đế, nếu là vị kia kiếm thánh thật dám truyền tống tới, lão phu tự sẽ sắp xếp người từ bên trong thành phá trận.